Thanh Hà là huyện đồng bằng, nằm ở phía đông tỉnh Hải Dương. Đây là một địa danh nổi tiếng với sản phẩm vải thiều Thanh Hà. Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ngành trong tỉnh, nên quả vải ở đây ngày càng chất lượng, tạo được uy tín trên thị trường, không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Australia, Singapore, Thái Lan. Vải thiều Thanh Hà cũng là sản phẩm duy nhất của tỉnh Hải Dương được cấp chỉ dẫn địa lý vào năm 2007, lọt vào top 50 sản phẩm uy tín chất lượng, top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng. Để chuẩn bị cho vụ vải năm 2022, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, chính quyền, các sở ngành địa phương khảo sát, tìm hiểu thực tế và có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn nông dân kỹ thuật canh tác, chăm bón vải thiều, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Từ năm 2019 đến nay thì hợp tác xã chúng tôi là sản xuất ra những trái vải là đạt tiêu chuẩn quốc tế thì là không phải bán trôi nổi ra thị trường như những năm trước 2018. Tại vì trước kia đi bán thì sẽ rất bấp bênh, rất vất vả. Nhưng bây giờ là công ty thu mua là chín đến đầu sẽ mua hết đến đấy. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 hecta vải, trong đó Thanh Hà là 3.250 hecta, thành phố Chí Linh 3.400 hecta, các huyện, thành phố, thị xã còn lại là 2.250 hecta. Tổng sản lượng vải toàn tỉnh năm 2022 dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so với năm 2021. Đáng chú ý, diện tích vải sản xuất an toàn đạt 598 hecta, trong đó diện tích vải sản xuất Global Gap là 100 hecta, diện tích Việt Gap là 498 hecta. Quả vải thiều cùng với nhiều những sản phẩm đặc sản tiêu biểu của tỉnh đã vượt qua dịch bệnh đến với người tiêu dùng ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đã đem lại những cái giá trị về kinh tế vượt trội cho người dân. Có được những cái kết quả này, tỉnh Hải Dương xin trân trọng cảm ơn Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tham tán Việt Nam tại nước ngoài, các bộ ngành có liên quan, cũng như là các tỉnh bạn đã hỗ trợ kết nối để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Thời gian qua, Hải Dương đã quan tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa tại các thành phố lớn, các địa phương có cửa khẩu biên giới, cũng như mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do. Cùng với nỗ lực của địa phương, Bộ Công Thương luôn coi công tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với vai trò cơ quan điều hành lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phát triển bền vững, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tích cực cùng các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về phát triển thị trường. Trong các giải pháp này, Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, chủ động đưa các sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống phân phối nội địa và quốc tế, gắn kết việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình lớn của Chính phủ, của Bộ Công Thương để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn nhằm đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ tỉnh Hải Dương tích cực quảng bá thương hiệu và thúc đẩy kết nối giao dịch xuất khẩu vải thiều cũng như các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp khác, phối hợp với các cơ quan đại diện ở Việt Nam và nước ngoài, hệ thống thương vụ Việt Nam ở tại nước ngoài để triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hiệu quả cho tỉnh Hải Dương cũng như là các doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp đang tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Hải Dương.